Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập T139. Một con đà điểu khi cần có thể chạy là được là 5.250 mét trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu. Thì như vậy thì cái này là chúng ta lại đây là cái quãng đường là x, đây là thời gian là t, đó. Thế là chúng ta sẽ đi tính v, v là vận tốc, vận tốc của đà điểu là giờ chúng ta lấy là 5250 quay v đã chứ, v là bằng x ta chia cho t bằng rồi ta chia cho 5 bằng 1050, đơn vị là mét, mét này, này là phút. Đáp số 1050 mét trên phút. Chúng ta qua đề tiếp theo. Bài số 2. Viết vào ô trống theo mẫu. Cái đây là cái quãng đường nè. Cái hàng ở trên là quãng đường, hàng ở dưới là cái thời gian, và ở dưới là V. Như vậy là muốn tính V thì ta lấy cái con số 130 chia 4, có nghĩa là quãng đường ta chia ra thời gian, 130 chia 4 ra này nè. Cái đơn vị của nó là hai cái này nè. Lấy đơn vị này và đơn vị này. Rồi còn cái này, như vậy cái này cũng tương tự, là ta lấy 147 ta chia 3. Như vậy ta lấy 147 ta chia 3 là được là 49 km trên giờ. Bài này thì ta lấy 210 ta chia cho 6 là được là 35 mét trên giây. Bài này ta lấy 1014 ta chia 13 là được là 78 mét trên phút. Bài số 3. Quãng đường AB dài là 25 km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô. Rồi chúng ta phân tích cái vấn đề này. Bây giờ quãng đường là 25 km không? Như vậy là đi bộ hết 5 km, như vậy là còn lại là 20 km. 20 km là đi trong nửa giờ, đây là thời gian này. Được không? Đây là t. Nửa giờ. Nửa giờ như là t này là nửa giờ là 30 phút. Nè, 30 phút. Hay còn hơi còn gọi là nếu như tính thì giờ là 0,5 giờ. Ok. Rồi, như vậy là ngay chỗ này chúng ta còn lại là 20 đúng không? 25 ta trừ cho 5, như vậy là còn là 20 km. Như vậy đây là x, đây là t, chúng ta tính cái vận tốc của ô tô. Và bây giờ chúng ta lấy giấy ra chúng ta tính. Trước tiên chúng ta đi tính cái quãng đường còn lại phải đi là được. Tại vì đã đi 5 km rồi, như vậy là còn lại là 20. Trước tiên chúng ta đi tính cái quãng đường còn lại phải đi là. Bài số 3. Quãng đường còn lại phải đi là, người ta lấy 25 ta trừ cho 5 bằng là 20 km.
Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ đi tính nè. Nửa giờ đó. Nửa giờ là bằng 0,5 giờ. Rồi chúng ta tính vận tốc ô tô. Vận tốc của ô tô là V là bằng x, ta chia cho t. X là bằng 20, ta chia cho 0,5. Như vậy là bằng là 40 km/h. Đáp số 40 km/h. Chúng ta qua bài số 4. Một cano đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường là 30 km. Tính vận tốc của cano. Như vậy trước tiên chúng ta muốn tính vận tốc là V thì chúng ta có quãng đường và thời gian. Đây là quãng đường và thời gian thì chúng ta phải đi trừ hai cái này ra. Như vậy chúng ta sẽ tính cái thời gian cano đi là thời gian cano đi là ta lấy 7 giờ 45 phút ta trừ cho 6 giờ 30 phút bằng 45, ta trừ cho 30 được à, tại vì 45 nó lớn hơn 30 à, như vậy là 7 ta trừ 1 à, 7 ta trừ 6 là còn 1 giờ. 45 ta trừ là bằng 5, như vậy là còn lại 15 phút. Như vậy 1 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ đổi ra, tại vì cái này nó lại nó có hai cái thời gian giờ và thời gian phút. Thì chúng ta đổi 15 phút này ra 60 à, ta đổi ra giờ là có nghĩa ta lấy 15 ta chia cho 60 thì cho nó ra giờ. 15 phút này ta đổi ra là 60 thì ta chia cho 60 thì là được 0,25 à, 0,25 giờ. 0,25 giờ ta cộng với là 1 giờ là bằng là 1,25 đơn vị là giờ à, đây. Chú ý này được không? Câu số này nè, có câu 15 phút này ta muốn ta chia ta muốn đổi ra giờ là ta chia cho 60 này. Đó, ta chia cho 60 thì nó sẽ ra là giờ. Ra giờ là chúng ta cộng với cái giờ này nè. Cái này là thầy ghi thầy giảng chứ không phải là chúng ta ghi thêm nó vô làm gì ha. Thầy giảng đi ta hiểu là ta chia cho 60. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đây là có thời gian, đây là có quãng đường, chúng ta tính vận tốc của cano là vận tốc của cano là V là bằng x, ta chia cho t. X là bằng 30, ta chia cho 1,25 là t bằng bằng là 24 km trên giờ. Đáp số 24 km trên giờ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.